Đây là hai bộ xử lý đồ họa đã trở thành tiêu chuẩn công nghiệp để phát triển chatbot và các hệ thống AI khác. Thế nhưng, Nvidia đã sớm tung ra các biến thể mới cho thị trường Trung Quốc, ít phức tạp hơn và vượt qua sự kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Trong số đó, có chip được đặt tên là H800, có khả năng tính toán tương đương một số cài đặt được sử dụng trong công việc AI với chip H100, nhưng vẫn có những hạn chế về một số khía cạnh hiệu suất chính. Bà Colette Quest, giám đốc tài chính của Nvidia cho biết. Quy định của Mỹ có thể khiến doanh số tại Trung Quốc của Nvidia giảm 20-25%, nhưng quan trọng là về lâu dài, hạn chế xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc sẽ dẫn đến thị trường ngành công nghiệp chip của Mỹ mất đi cơ hội dẫn đầu và cạnh tranh tại một trong những thị trường lớn nhất thế giới. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden có kế hoạch đưa ra các hướng dẫn mới về chip AI nhằm hạn chế việc xuất khẩu một số chip AI của trung tâm dữ liệu tiên tiến hiện chưa bị kiểm soát, dù danh sách các loại chip cụ thể chưa được công bố. Tuy nhiên, chip dành cho các sản phẩm tiêu dùng như máy tính xách tay sẽ được miễn áp dụng các biện pháp hạn chế mới. Nhưng để được miễn trừ, các công ty sản xuất chip cần thông báo cho Bộ Thương mại Mỹ khi xử lý các đơn hàng để đảm bảo chúng không bị sử dụng theo những cách mà Mỹ gọi là đe dọa đến an ninh quốc gia. Ông Paul Truono, chuyên gia của tập đoàn tư vấn Omprey Stonebridge, nhận định. Tôi nghĩ rằng hoạt động kinh doanh một số nhà sản xuất lớn của Mỹ cũng đang bị ảnh hưởng bởi các quy định hạn chế xuất khẩu của chính quyền. Rõ ràng Trung Quốc là một thị trường lớn với các sản phẩm chip của Mỹ. Vì vậy, các công ty sẽ gặp khó khăn khi vừa phải tuân thủ quy định, vừa phải cung cấp các sản phẩm có đủ khả năng cạnh tranh. Việc Mỹ chuẩn bị áp đặt các quy định bổ sung nhằm quản lý xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang nỗ lực cải thiện quan hệ song phương trong lĩnh vực thương mại. Trong những tháng gần đây, nhiều quan chức cấp cao của Mỹ đã gặp gỡ với những người đồng cấp Trung Quốck, ví dụ như chuyến thăm của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo tới Trung Quốc vào hồi tháng 8. Dù chính quyền Mỹ đã thông báo với Trung Quốc về kế hoạch cập nhật các quy tắc mới trong tháng này như một phần của chính sách nhằm ổn định quan hệ giữa hai siêu cường, nhưng giới phân tích vẫn cho rằng bước đi của Mỹ có thể tác động tiêu cực tới các nỗ lực ngoại giao. Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau ít phút dành cho thông tin quảng cáo, các biên tập viên Duy Quyền và Phương Hoa sẽ trở lại và đồng hành cùng quý vị trong chương trình Cuộc sống 365. Tôi thấy là người nó đỡ hoàn toàn, đỡ nhiều ấy, ăn nhiều
đau đớn sức khỏe của cô nó tốt rồi, thì con cái nó cũng phấn khởi mà cô cũng phấn khởi lắm. Chúc mừng cô Thuần sau khi dùng bình vị Thái Minh đã tìm ra lối thoát cho căn bệnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày. Còn với quý vị thính giả, nếu có thắc mắc gì về bệnh, đừng quên gọi điện cho tổng đài miễn cước quen thuộc của chúng tôi 1800 1273. Xin nhắc lại 1800 1273. Và ngay sau đây chúng ta cùng chuyển sang phần 2 của chuyên mục với nhiều phần quà hấp dẫn. Thưa quý vị và các bạn, bình vị Thái Minh là sản phẩm dành cho người bị trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày với các biểu hiện như là nóng rát ngực, đau vùng thượng vị, ở hơi, ở chua, đầy hơi. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi xin được dành tặng 10 hộp bình vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 10 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800 1273 của chúng tôi. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1273 quý vị nhé. Bình vị Thái Minh có nguồn gốc thảo dược, sản phẩm đã được Đại học Y Hà Nội nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị có thể sử dụng từ 3 đến 6 tháng để có cải thiện tốt nhất, đồng thời ngăn ngừa tái phát bệnh sau này. Đặc biệt bình vị Thái Minh này đã có dạng lọ 80 viên, giúp tiết kiệm tới 85.000 đồng so với hộp 20 viên. Như vậy là quý vị mua lọ 80 viên vừa có thể dùng được lâu dài hơn, lại vừa được lợi thêm 85.000 đồng. Vậy thì chúng ta nên lựa chọn lọ 80 viên sẽ rất hợp lý đúng không ạ? Ngoài ra quý vị cũng đừng quên bình vị Thái Minh luôn có ưu đãi tích điểm, tức là cứ mỗi lọ 80 viên quý vị sẽ tích được 4 điểm. Mỗi hộp 20 viên thì sẽ tích được 1 điểm. Khi nào chúng ta tích đủ 6 điểm thì quý vị sẽ được gửi tặng miễn phí một hộp bình vị Thái Minh 20 viên. Vì vậy quý vị nhớ lưu ý tham gia chương trình này để tiết kiệm cho mình nhé. Và quý vị cũng đừng quên 10 hộp bình vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng vẫn đang chờ đợi quý vị. Hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài 1800 1273. Xin nhắc lại 1800 1273 để nhận được phần quà may mắn cho mình. Đến đây thời lượng dành cho chuyên mục cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục sau. Cuộc sống 365. Cuộc sống 365. Các biên tập viên Duy Quyền và Phương Hoa sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong cuộc sống 365. Trong gần một giờ tới đây với nhiều vấn đề nóng được dư luận quan tâm và những câu chuyện ý nghĩa cho cuộc sống, xin giới thiệu cùng quý vị.